Nơi nào có tình yêu thì nơi đó có lòng thương xót của Chúa, và ơn Chúa tuôn đổ xuống dồi dào trên con cái của mẹ. Mẹ Maria, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa. Hãy tôi đi loan báo tin mừng, khi Chúa đã thánh khiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Chính Chúa là hướng con đi tìm ngày ngày. Chính Chúa là sáng thân, làm cho con sống dậy. Chính Chúa là đời con hôm nay sau này. Chính Chúa là thần lương nuôi con trọn một đời. Chính Chúa là muôn cây trông cho con vui say trong bao đêm ngày. Chính Chúa là muôn tình yêu bao la vô bờ thiên thu bất cờ. Dạ, cầm cho nó cầm cho. Dạ, cầm cũng đi. Dạ.
Mạnh nè, có chưa? Có đâu mẹ? À, nhà, đó, thì đâu, thì tùy tùy mỗi người sắp thành 2 hàng hay 1 hàng. À, sắp thành 3 hàng và những ai có phiếu chúng ta nhớ cầm trên tay và tất cả chúng tôi phát là cầm trên tay có phiếu rồi chúng ta sẽ phát quà và thâu phiếu lại. À, cho nên bây giờ xin 3 hàng. À, chúng con xin cảm ơn lời hướng dẫn của cha. Hãy xin tháo vào Chúa, lạy Chúa Giêsu. Con xin tháo vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin theo vào Chúa. Vâng, xin cảm ơn cộng đoàn. À, bây giờ. Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngày hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng
giọt Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con giữ thân tiếng anh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Chúa đổ hồng ân, cho con giữ thân tiếng anh.
ngàn lời gợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Đến với lòng Chúa xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời. Có thang vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Cho con giữ thân tiếng anh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi. Xin dâng ngàn lời ngợi ca, ngàn hương xót Chúa bao la. Nói hơi khó một chút, đi tay. Nhưng mà hồi nãy
thấy độ chuyên nghiệp quá, không biết là cái khâu nào mình có thể phụ được, muốn phụ một tay lắm để học một chút. Xin thổi bong bóng thôi mà không cho, không có ém hơi được giờ thổi không được, nó lại vui hơn. Bây giờ nhìn nè, mọi người màu tím mặt tím à, tím gì hả? Màu tím mặt lá. Quá đẹp luôn. Bỗng dưng đồng răng chúng con tự nhiên một cái màu này nổi lên một cái. Rồi chúng con không biết muốn phấn khởi mà không biết phấn khởi làm sao cho nó được. Bây giờ là chúng con hân hoan lắm, đón mừng và đón nhận luôn. Rồi rồi âm thầm cảm ơn, không dám nói cảm ơn liền. Tại vì nói cảm ơn liền thì không biết là làm sao có tới được không. Cảm ơn, hy vọng, rất hy vọng là lần sau tới nữa. Mà cứ mỗi lần tới là tụi con vui, mà vui như vậy thì tụi con một lớn lắm. Hân hoan kính chào. Xin chào là các bạn đối với đồng nghiệp vụ và toàn thể bà con giáo dân. Chúng con là nhóm bác ái xã hội Kiều Thuyền Chính Thác Sài Gòn. Chúng con xuất phát từ 1:30 chiều hôm qua. Chúng con tới giáo xứ Đất Sét là lúc 12:00 khuya và chúng con nghỉ tới 5:00 sáng và thức dậy, và sau đó chúng con ăn sáng và phát 150 phần quà cho giáo xứ Đất Sét. Và chúng con tới đây là cái địa điểm thứ hai, giáo xứ Đồng Trăng. Chúng con rất vui mừng được viếng gia cái đội phục vụ và bà con giáo dân tiếp đón rất là ân cần. Chúng con xin chân thành cảm ơn, xin Chúa là đứng đầy quyền năng và giờ lòng thương xót ban mưa lên đàn xuống cho quý cha quý đồng phụ hồ và toàn thể bà con giáo dân ở đây. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn. Được không nào? Yeah. Được không? Chỗ tay cái này.
giờ đi mẫu em nhìn cho kỹ nha. Các anh chị và con trai cháu cho nhìn ra đây là mẫu nha. Thank you.
lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính. Và chúng ta nghe cái từ chính hát là biết là gì rồi phải không? Lòng thương xót đó, thấy có cái máy và cái ảnh đó. Nhóm này cũng là lòng thương xót ở Sài Gòn, qua sự giới thiệu của một số người có liên quan đến các giáo xứ tại kia hạt Duyên Thánh của chúng ta. Và may mắn là giáo xứ của chúng ta có được trong cái danh sách đoàn ra thăm ở giáo phận Gia Rang của chúng ta. Và không những thăm giáo xứ của chúng ta mà có những phần quà hết sức thiết thân trong cái thời gian Covid này để giúp đỡ cho bà con trong giáo xứ của chúng ta. Trước hết xin mời cộng đồng trong một tràng pháo tay chào mừng. Kính thưa đoàn, giáo xứ độc dài của chúng con cách đây hơn một năm là thuộc của dòng Francisco. Con là linh mục Miguel Đặng Đình Vi, là thuộc giáo phận đầu tiên ở đây. Từ năm 1974-75 trở về trước cũng là thuộc của giáo phận, nhưng mà năm 1975 thì bắt đầu của dòng Francisco cho đến năm 2019 và mới trao trả lại cho giáo phận tháng 7 năm 2019 là con là người đầu tiên bên giáo phận sau đây. Và giáo dân ở giáo xứ này thì trước đây nó là trung tâm, nơi đây là trung tâm của các người dân tộc Rackley, họ về đây là thời của các cha Francisco, nhưng mà thời của con thì hết rồi, tập trung trên khánh tỉnh đó, cho nên hiện tại thì chỉ có bà con người Kinh thôi. Và giáo xứ của chúng con có tổng cộng gần 1.300 giáo dân thôi, là giáo dân. Rồi thành phần ở đây thì đa số là vùng quê, cho nên chúng ta thấy ở trên đó đi xuống đó còn là rừng rú không, phải không? Rồi bà con sống chủ yếu là nghề nông thôi, làm ruộng. Và hôm vừa rồi thì mới có chút ít, nhưng mà gặp Covid rồi cho nên là cũng rất là khó khăn. Rất là may mắn là đoàn đã ra thăm giáo xứ và chia sẻ những cái phần quà này hết sức thiết thực cho bà con giáo dân. Cha thay mặt cho bà con giáo dân xin chân thành cảm ơn mọi từ thiện, tiếng hát, lòng thương xót, nguyện xin Chúa và lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho các thành viên trong hội cũng như là tất cả những cái chương trình mà hội có đề ra, để qua những cái tấm lòng quảng đại đó, lòng thương xót của Chúa được thực hiện một cách hữu hiệu hơn nơi tất cả bà con trong giáo xứ của chúng con. Cách riêng một lần nữa xin hết lòng cảm ơn tấm lòng thiện nguyện của hội tín hát lòng thương xót. Không biết anh Thái có đổi lời với bà con ha. Kính thưa cha chánh xứ, giáo xứ đồng vàng, kính thưa hội đồng một vùng và quý bà con đang đi tìm ở đây. Chúng con là nhóm bác ái xã hội thiện nguyện tín xác tín thác ở Sài Gòn. Chúng con xuất phát từ 1 giờ trưa ngày hôm qua thứ sáu, và hôm nay thì chúng con tới giáo xứ đồng đất sét là lúc 12 giờ khuya, và chúng con nghỉ nơi ở đó tới 5 giờ thì dậy 4 giờ rưỡi dậy như lễ, và sau đó chúng con phát là 150 phần quà cho giáo xứ đất sét, và tiếp tục chúng con đi tới giáo xứ đồng Tranh. Trang chúng con cùng phát 150 phần quà, và hôm nay và giờ này chúng con tới giáo xứ đồng Lại của quý cha quý bà con ở đây, thì đây chúng con cùng phát 150 phần quà. Đó là những phần quà nhỏ bé của rất nhiều người đã quyên góp trước đây để chia sẻ phần quà nhỏ bé cho quý bà con ở giáo xứ đồng Dài này. Nguyện xin Thiên Chúa là Đức Thần Quyền Năng và nhiều lòng thương xót ban vô lượng đàn cho quý cha, người đồng bộ vụ và toàn thể bà con đang hiện diện ở đây. Xin Chúa cho giáo xứ ngày càng phát triển và nước Chúa được vị trí. Chúng con xin chân thành cảm ơn.
Rồi bây giờ chúng ta cầm sẵn trên tay và ưu tiên cho quý cụ trước chúng ta nhận. Và phần quà của chúng ta đó là gồm có một cái bịch kia, là trong đó là đã chuẩn bị cho chúng ta là một mì tôm và một số cái nhu yếu phẩm nữa, và đặc biệt có một cái tấn gạo nữa. Rồi nghe chị Lan giới thiệu là những cái cụ bà, cụ ông nào mà không có đi lễ được á, ở nhà đó thì có cái tặng, có cái máy nghe đài để làm thông xót, rồi có cái ảnh, rồi có cái chuỗi nữa. Chúng ta chắc là vui lắm. Chúng ta trân trọng hóp tay, cảm ơn em. Rồi bây giờ xin xin làm phép ha. Chúng ta nhiệt ý để xin Chúa chúc lành cho tất cả những cái tấm thiện nguyện của hội Tín Thác, cũng như là xin Chúa chúc lành cho những cái đồ thánh này, để giúp cho mỗi người chúng ta không những về thể lý nhưng cả đời sống tâm linh, đời sống tâm linh. Nguyên nhân cha và con và thánh thần là Chúa, xin Chúa chúc lành và thánh hóa các ấm chuỗi này để chúng con cung kính đến con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Đức Maria và các thánh. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa nhân dân cha và con và thánh thần. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Bây giờ xin mời bà con đứng luôn là phía sau này và giúp con này cho chồng của con. Xin mời bà con đứng bằng phía bên tay phải của con luôn. Con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui, về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin thương và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Thank you.
gần được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Chúng con đã xin Chúa làm phép và thánh hóa ảnh tượng này để kính nhớ đến con một Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa cho những ai siêng năng tôn kính Đức Giêsu Kitô trước ảnh tượng này thì nhờ công nghiệp về sự che chở của Ngài để Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển đến cứu đời sau. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa chúc lành cho những chuỗi này để những ai siêng năng lần chuỗi để qua mẹ
được Chúa chúc lành và gìn giữ trước mọi hiểm nguy trong đời sống hàng ngày về phần hồn cũng như phần xác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giới thiệu bà con, có các nhóm anh chị em ở Sài Gòn đến Tiến Thác, gồm nhiều giáo xứ. Hôm nay nghe trong chương trình thì không biết đó chúng ta, nhưng mà có một cha là giới thiệu và đoàn trong cái dịp bắt rút đó và chuẩn bị quà cho bà con. Nhưng bà con đoàn sẽ chia sẻ cho các hộ gia đình để nói lên cái tâm tình yêu mến chúng ta cho một tràng hôm nay để đón đoàn và cảm ơn đoàn. Tôi sẽ có một vài lời với lại chúng ta, rồi sau đó chú Hùng đại diện có lời cảm ơn. Nhưng mà trước đó thì cũng có nhắc cho chúng ta là thông thường là tuần thứ hai trong tháng chúng ta có quà của hội bạn người cùi đó. Thì tháng này ở bên đó họ rất là khó khăn, họ không đi đâu được, nó quyên góp tiền cho bà con hết. Cho nên họ sẽ cái anh chàng mà trước kia lái xe mà đưa bắt công với lại con soi về đó, thì chủ nhật tới đây lúc 3 giờ anh sẽ tới mà con cũng sẽ phát qua phòng khám của bà con trong cái chủ nhật đó luôn, 3 giờ chiều, để rồi anh sẽ chụp hình lại những cái hình đó và đưa qua bên Mỹ đó, thì họ sẽ có những cái hình ảnh họ quyên góp cho bà con cho nó dễ. Chứ bây giờ bên kia cái Covid nó tàn sát quá trời quá đổ luôn, mà cái mấy bà người cùi không thể đi ra khỏi cái địa phương của mình cho nên không quyên góp liền được. Bây giờ chỉ có hình của bà con nữa. Coi như là kéo được là thứ sáu, coi như thì kéo thôi ha. Chứ một kỳ này được 11 thôi, chứ kỳ sau không biết có được 11 thôi không, thì chúng ta chưa biết rồi, thì chúng ta cố gắng hết sức nha. Như vậy là báo với bà con nhắc nhở nhau là chủ nhật tới đây là 1 tháng 11 và lúc 3 giờ chiều chúng ta tập trung để chúng ta nhận tiền thắng như mọi làm việc. Cảm ơn bà con. Rồi kính thưa cha sở giáo xứ Núi Sạc, kính thưa quý bà con đang hiện diện ở đây, chúng con là nhóm bác án xã hội thiện nguyện Tiến Thác Sài Gòn, do cha lên nước Yêu Sen Trần Đình Long ngài hướng dẫn chúng con. Thì hôm nay chúng con rất vui mừng, tuy rằng không có trong chương trình nhưng mà như này cha nói có một cha biết để giới thiệu thì chúng con cũng trong tâm tình chia sẻ, nhiệt tâm chia sẻ, thì chúng con cũng ghé tới các giáo dân của cha tại giáo xứ Núi Sạc này để chia sẻ những phần quà nhỏ bé. Tuy rằng nó ngoài chương trình nhưng mà chúng con cũng vẫn cố gắng để chia sẻ những phần quà nhỏ đó cho tới quý ông bà. Xin ông bà quý ông bà vui nhận. Và sau hết chúng con xin kính chúc quý cha, quý đồng phục vụ và quý bà con giáo dân ở đây luôn được bình an, mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Nhờ cha lập phép. Kính thưa đoàn thiện nguyện của thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa cha, con xin đại diện cho bà con. Trước tiên là chúng con bức xúc trong cái tình thương yêu mà đi cái đêm lạc đầu cái đêm thứ này, rồi với cái tình thương đó mà các anh chị cũng nói là rất đột xuất, chứ hầu giờ chưa biết là bệnh nhân thân ở đây, một số tật tật cũng rất nhiều, còn số thì hơi nhẹ hơn chút. Mà đã đến thăm hỏi thì giờ trước tiên chúng con chỉ biết là lời cầu nguyện Chúa mẹ ban hết các hồng ân cho trong đoàn anh chị em và những người ân nhân được tràn đầy hồng ân Chúa. Thành cảm ơn. Hướng dẫn cách người ta hạ xin đây sẽ quý trao tặng cho mỗi hộ gia đình một cái máy nghe bài giảng lọc thư xót. Thì cách sử dụng như thế này xin quý bà cũng chú ý là, thì đây là cái máy chúng ta sẽ có cái công tắc, đây công tắc con bóng tắt mở phía sau này, thì chúng ta rồi đây là cái volume, đây là volume chúng ta sẽ mở lên chúng ta sẽ nghe. Cái máy này tại vì xin quý bà về đó, trước khi nghe thì quý bà mình cắm vô giống như mình sạc như điện thoại 4 tiếng để cho nó nạp pin pin đầy lại vâng. Tại vì cái máy này á, tại vì nhiều khi là chúng ta sẽ lo đó, đó thì nó hết pin. Xin quý bà cũng chú ý ha, tại vì cái máy này vẫn còn nghe tốt nhưng mà pin á, tại vì trong thời gian để thì nhiều khi nó pin nó yếu dần đi kỹ thuật.
Rồi xin quý bà cũng trước khi nghe thì quý bà cắm bộ điện sạc lại bình thường. Thì cái cách sạc thì cái đây cái dây sạc giống như dây sạc điện thoại các quý bà. Xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nhiêu lần tư tưởng bất chính, nhục mạ và giữ lòng ghét ghen, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nóng nảy tức bực hơn căm, thù hận và ám ảnh lắng lo, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường.
tình cần yêu đuối đến với người được an vui nghỉ ngơi, tin tưởng lòng thương xót Chúa khôn nguôi được tâm hồi trong ngân thanh tuyệt vời. Cậy trong nơi Chúa đã bao giờ phải thất vọng về không, trong biển lòng thương xót Chúa mênh mông, Ngài chính là em của chúng con sẽ phát quả được phiếu mà anh chị em thì trên tay mình cầm những cái phiếu nhá, rồi tất cả các anh em chị em của chúng con sẽ đến mang quà đến cho từng đi bước mà nhá. Ai đi được thì xin mời lên ưu tiên người già. Dạ dạ. Rồi là đi quay mặt ra trước nha các chị ơi. Dạ dạ bên hai người vâng. Rồi rồi rồi. Lấy phiếu lại. À các anh chị cứ rửa đi lên đây xong rồi ai nhớ thu phiếu chị Hiền nha. Không, lấy hai phần. Sơ thu phiếu rồi rồi. Cho sơ lấy phiếu nha. Dạ dạ sơ thu phiếu luôn vâng. Còn lấy hai phần này. Dạ dạ hai phần. Rồi rồi phiếu. Rồi 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 có bên phía có rồi bên hai phần bên. Rồi sao thì phiếu rồi nha bây giờ. Xong chưa. Rồi để cho xe ba xe này nó ra trước rồi xe ba một xe lăn phía sau nữa à, rồi xin mời ông ra đi rồi sơ cho họ đi lên tới đến đây luôn đi sơ bờ sơ lên trên này luôn đi sơ để hai bịch này hết đi xong rồi đi bờ sơ lên gần cho họ lên gần trên đây để lấy quà cho nó đè sơ rồi chú về nha. Rồi. Chúa Cha là ưu phẩm cao cả nhất của người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông,
phát xuất từ thánh tâm Giêsu. Ôi thánh tâm Giêsu, nguồn hy vọng độc nhất của con. Giữa đau thương thất vọng, giữa lao công chán chường, giữa nghi kỵ cùng với những bất công. Ôi thánh tâm Giêsu, nguồn hy vọng độc nhất của con. Giữa đêm đen bão giông, giữa đam mê khát mong, giữa muôn phiền Chúa là nguồn cậy trông. Cha là ưu phẩm cao cả nhất của người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giêsu. Ôi thánh tâm Giêsu, nguồn hy vọng độc nhất của con. Giữa đau thương thất vọng, giữa lao công chán chường, giữa nghi kỵ cùng với những bất công. Ôi thánh tâm Giêsu, nguồn hy vọng độc nhất của con. Giữa đêm đen bão giông, giữa đam mê khát mong, giữa muôn phiền Chúa là nguồn cậy trông. Ôi thánh tâm Giêsu, nguồn hy vọng độc nhất của con. Giữa đêm đen bão giông, giữa đam mê khát mong, giữa muôn phiền Chúa là nguồn cậy trông. Giữa đêm đen bão giông, giữa đam mê khát mong, giữa muôn phiền Chúa là nguồn cậy trông. Lòng thương xót của ta là
của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết, ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương. Rơi lòng thương xót buồn rầu của ta, hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót vô biên của ta. Lòng thương xót của ta là phẩm tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta biểu dương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết, ta đối xử với con như là vị thẩm phán yêu thương. Đến giờ sau hết, ta đối xử với con như là vị thẩm phán yêu thương. Rồi các em nào vào nhận bánh là nhớ nói cảm ơn cô nha, cảm ơn chị, cảm ơn cô. Rồi các em nào nhận bánh xong rồi cha các con đi về. Rồi các em nào nhận bánh xong rồi các con đi về nha. Rồi phát chửi luôn các chị em thì về luôn. À phát chửi luôn đi. À cha. Rồi em nào muốn nhận chuỗi để làm chuỗi làm phiên shop giùm anh con, các con tới nhà xứ đây. Rồi các con ai nhận chuỗi ra dạ. Đó các con ai muốn nhận thì rồi các con đứng ra kia không có chen lớn, các con cứ từ từ. Dạ sao ra kia không ai vậy? Nhớ rồi. Rồi hôm nào hỡi chào quý anh chị em trong nhóm đời quý khá bằng thiên sách Chúa để mời đến giáo sư Bà Lâu, xin mọi người cho anh càng mỗi tay càng tăng lên. Thì cái mặt cây giáo sứ ông xin được cảm ơn rất nhiều đến quý vị trong nhóm thì người ký thác bằng thiên sách Chúa. Chúng ta được chị Lan, người đại diện liên lạc chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cách đây hơn nửa tháng, thì để cho thấy rằng là chúng ta làm việc rất là tốt, và về phía mình với những cái công sức hôm nay
mỗi người mỗi việc rất là độc lập. Và thì ơn Chúa tiếp tục ban xuống thôi. Mình làm hết sức và xin Chúa ban ơn. Và bản thân con là một quản sứ giáo xứ Đà Nội cũng như thế, mỗi người mỗi việc. Một lần nữa xin thay mặt tất cả xin cảm ơn quý vị và xin tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Anh xin hết. Rồi bây giờ này sẽ phát quà, anh chị em khi nhận được quà nhớ nhớ cảm ơn và cầu nguyện cho ông anh của mình. À, bây giờ là tới phần phát quà, xin các bà con nào có phiếu nhận quà xin cầm phiếu lên tay. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi.
Bát Xa Đà vương vấn tội đời. Chỉ vì ham vui con đã quên đi là mình có lỗi. Phần người đam mê sao quá ê chê vương vấn tội đời. Bỏ lại sau lưng quá khứ đau thương là mình đắc tội. Sống không còn biết Chúa, sống như người lương dân. Dù rằng mình đã được phép rửa tội, dù rằng mình đã là con Chúa rồi. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa, con xin cúi đầu thong hối ăn năn. Con bao phen đã xa đi lòng trái đau, con giơ cao tay xin lỗi Chúa, con xin cúi đầu thong hối ăn năn. Để con bao phen đã xa xin Chúa thứ tha. Và hôm nay chúng con đi ba giáo xứ, chúng con vừa đi tới Bà Râu, bà Hơn, và bây giờ chúng con tới giáo xứ Tân An của cha đây. Và sau đó thì chúng con sẽ đi tới giáo xứ Liên Sơn. Chúng con thì chúng con không biết nói gì hơn, chúng cảm ơn quý cha, quý đồng một buổi thứ gì. Và bà con giáo dân 100 đây đã tới cùng dành những món quà nhỏ của chúng con. Và chúng con sẽ chân thành cảm ơn nguyện xin Thiên Chúa là đứng đầy quyền năng và cho đồng thương xót ban vui mừng làm xuống cho quý cha, quý hội đồng mục vụ, quý sơ và toàn thể bà con giáo dân đang hiện diện ở đây. Và chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha. Chúng ta làm phép cho ảnh là chủ. Rồi. Nguyện cha và con và thân thần. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Lạy Chúa không trên việc ta về ân tường ca thân để mỗi lần con mắt thề xem chiêm ngưỡng ân tường đó. Chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thân thiện của các ngài mà bắt chiêm. Chúng con nài xin Chúa làm phép và thân hoa tương ấn và chuỗi này.
để chúng con tôn kính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Xin Chúa cho những ai siêng năng tôn thờ Chúa, lạy Chúa mạnh côi. Từ những ân tướng này thì nhờ công nghiệp và sự che chở của Người được Chúa ban ân thân đời này và đời sau, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cha làm phép xong rồi, các anh chị em đã chuẩn bị áo bào, chúng ta đi ra phía sau, các bạn đã được đứng trước đó, các bạn phát ảnh với lại chụp cho các bà con giáo dân. Xin mời các anh chị em áo đỏ chúng ta. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám. Đây là một video quà của một phi. Đó đi đi. Từ bao năm qua, đam mê mới chỉ là
dạy cha thương xót, thương xót thân con tội lỗi. Vì cha đã đơn muốn cứu rỗi cho ai lỡ lòng, cha không xét xử tội lỗi con, cha ôm ấp chưa lành vết thương. Vì cha là đấng xót thương, cha là đấng nhân từ với lòng thương xót, cha là đấng nhân từ với lòng thương xót. An ủi lòng thương xót của con,
Cha là muôn cứu độ lòng thương xót đời con. Khoảng trên 2.300 giáo dân, trong đó bà con dân tộc Rắc Lai là khoảng 1.200, thì bà con sống cách ở đây khoảng gần 3 cây số, nguyên một cái làng dân tộc Rắc Lai và Chu Ru. Còn xung quanh nhà thờ đó là bà con dân tộc người Kinh. Chúng em rất là vinh dự qua trung gian của Sơn Loan, dòng Phan Si Ken, và đặc biệt là chị Lan bữa giờ làm việc với chị rất là vất vả. Đoàn đã đến đây đem niềm vui đến cho bà con giáo xứ. Ở đây thì gồm có những người có đạo và ngay cả những người không có đạo, và đặc biệt là bà con dân tộc không có đạo rất là đông. Những người bệnh tật họ rất là vui mừng để đến đây nhận cái phần quà chia sẻ, và nhất là anh chị em đem cái tình thương của lòng Chúa thương xót một cách thật sự mà đến chia sẻ cho bà con nơi đây. Chúng em không biết lấy gì hơn, xin Chúa đại lòng thương xót xuống một phúc lành cho các ân nhân, và đặc biệt các anh chị đã vất vả từ xa xôi đến thăm giáo xứ của chúng em. Xin cộng đoàn chúng ta cho một tràng vỗ tay để cảm ơn. Vâng, con xin kính chào cha và quý bà con cô bác. Chúng con đến đây các cô bác có vui không ạ? Vỗ tràng vỗ tay nữa cơ nào. Trong niềm vui hân hoan của toàn thể giáo hội, chúng ta đang mừng kính trọng thể Thánh Gioan Phaolô II là tông đồ của lòng thương xót, và được sự cho phép của cha xứ và ban lên mục vụ thì nhóm thiện nguyện tín thác của chúng con thuộc cộng đoàn lòng thương xót Sài Gòn của cha Chung Xe Trần Đình Long làm linh hướng được phép đến đây, được cha cho phép đến đây là thăm bà con và đồng hành với chúng con, là có những phần quà nhỏ để tặng cho quý bà con. Đó là niềm vui của những mùa mưa bão này. Và kính thưa quý cha và quý bà con, những phần quà này là sự đóng góp của tất cả các anh nhân của khắp mọi nơi chia sẻ một chút tình cảm đó cho đến cho bà con, thì đó mong bà con nhận cho và trong đóng góp cho về cái quà thiêng liêng, thì cũng có những cái máy nghe giảng và những chuỗi rồi những hình lòng của Chúa thương xót, thì quý bà con được cha làm phép được mang về để mình đặt trên cái chỗ nào thiêng liêng nhất chúng tôi thờ nha. Để xin Chúa chúc lành được quý cha và quý bà con. Rồi chúng ta nhận quà vật chất và quà thiêng liêng nữa. Riêng cái quà thiêng liêng thì vừa rồi cha đã đi thăm một số gia đình trên đàn dân tộc, các anh chị em không có đạo, và cha đã nói chuyện một số người đồng ý học đạo, thì cha sẽ đến viếng thăm đặc biệt trong tuần này, và cha sẽ gửi tặng cái hình lòng Chúa thương xót đó với lại cái máy đó cho bà con không có đạo á, mà hứa với cha học đạo đó nghe. Vì nghe ông cha giảng mê lắm, cha còn mê hồi chi là anh chị em nha, mê là xuống học đạo liền nha, xuống mê là báo cho cha lên đó cha dạy đạo cho. Nên cho nên là cái phần mà cái máy cái giới hạn, cái máy thì chỉ có một ít thôi, thì cha ưu tiên cho những người không có đạo mà thích về Chúa nha. Rồi ai mà có đạo rồi đó thì Chúa nói trực tiếp qua thánh lễ, nhà thờ mình đi lễ, anh ta sao thờ để nghe nha. Còn ai không có đạo thì cha sẽ biếu tặng cái máy đó riêng. Một lần nữa xin bà con chúng ta là
ai cũng có quà, cho nên là chúng ta cứ đi trật tự theo sự hướng dẫn của các anh chị. Xin chúng ta bắt đầu. Chúng ta cho tàng pháo tay để cảm ơn cha xứ nhà xứ Liên Sơn. Và xin thông báo với quý bà con nhận quà xin cầm phiếu trên tay. Quý vị nào có 2 phiếu, 3 phiếu, 4 phiếu, 5 phiếu cứ nói cho chúng con đầy đủ, chúng con phát cho đầy đủ cho quý bà con. Chúng ta có thể có phiếu là có quà đi lãnh dùng cũng được, không sao hết á. Cho nên là quý bà con cứ từ từ, đừng có lớn, cứ đứng yên tại chỗ. Chúng con từ ngang chị em báo đỏ thì quyền chúng tôi sẽ dắt đi. Ví dụ như cô bà này nặng lãnh vượt quà khoảng chừng 20 kg, bà kia cũng nặng á, chúng con kia thì sáng giờ cũng nặng. Cho nên quý bà con cứ từ người đứng yên tại chỗ, anh chị em chúng đội chúng tôi sẽ dẫn tới từng người đi lãnh phụ quà với cho quý bà rất là nhiều, bà cụ lớn tuổi và những phụ nữ có thai con nhỏ. Rồi xin cảm ơn quý bà con, quý bà. Rồi phần bắt quà chúng ta bắt đầu nha. Dạ cảm ơn cha. Lòng thương xót Chúa, có bao la ôi thật hay.
thấy là lòng thương xót Chúa quá mênh mông như trời giáng đông. Giờ kia nắng rơi ấm tin con, lòng thương xót Chúa luôn vẹn tròn, đẹp tươi mãi như một màu sâu. Chúa chưa chấp nhận lòng tin con quá yếu đuối, ra về hoang mang lạc lối. Con vương vấn chân thế mà thôi, cầu xin Chúa chẳng thấy được ơn. Con chán ngán biết tin ai đưa, còn thương xót Chúa.